Thưa quý vị, hưởng ứng sự phát động của Bộ Quốc phòng là trong năm 2021, quyết tâm phủ xanh gần 1.800 hectare rừng trên cả nước. Nên dù năm nay, cùng lúc phải thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phòng chống COVID-19, song lực lượng vũ trang Đà Nẵng vẫn không sao nhãng nhiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng trực thuộc quản lý. Năm 2021, lực lượng vũ trang thành phố trồng mới 50,3 hectare rừng tại các xã Hòa Khương, Hòa Phú thuộc huyện Hòa Vang. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã giao cho tiểu đoàn 699 và trung đoàn 971 trực tiếp tổ chức lực lượng khảo sát và trồng cây phù hợp. Mục tiêu là phủ xanh đồi trống, gây rừng, góp phần phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường sinh thái. Trong thời gian trồng thì đối với giai đoạn mùa hè nắng nóng thì đối với bộ đội tham gia trồng cũng rất là vất vả. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm và nhiệm vụ trên giao thì đơn vị đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ tham gia trồng, phát đốt và bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Còn đối với giai đoạn trong mùa mưa thì đơn vị sẽ tổ chức lực lượng chăm sóc và thường xuyên để tổ chức phát cây rậm để bảo đảm cho cây có độ sáng quang để phát triển. Công tác trồng rừng của các đơn vị đã đảm bảo theo cái kế hoạch của Bộ Chỉ huy giao về cái chất lượng thì đã chọn đúng, chọn cây giống đảm bảo theo cái quy định và kích thước trồng, khoảng cách đến nay đã phát triển tốc tốc. Trong thời gian đấy thì đội tổ chức kiểm tra, giám sát và ngăn ngừa các cái gia súc, gia cầm để cây đảm bảo được tốt hơn, đạt cái chỉ tiêu theo kế hoạch đã xác định. 5 năm qua, bên cạnh việc tập trung trồng cây tại các cơ quan đơn vị, tạo cảnh quan nhân trại xanh sạch đẹp, thì lực lượng vũ trang đặc biệt chú trọng đến công tác trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn của thành phố. Các đơn vị đều chuẩn bị kỹ mọi điều kiện để bảo đảm trồng cây nào, tốt cây đó. Đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đang quản lý gần 400 hectare rừng, vừa điều tiết khí hậu, vừa khai thác giá trị kinh tế. Bộ Chỉ huy thì đã coi như là có cái tổ chức lực lượng cho anh em đi khảo sát rất là kỹ, để tiến hành là tham mưu cho lãnh đạo thành phố cũng như là tham mưu cho thường vụ đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức tiến hành là trồng rừng phủ xanh các cái đất trống và đồng thời chống sạt lở, nguy cơ sạt lở ở các cái điểm mà coi như là ở nơi xung yếu, các địa bàn vùng sâu vùng xa ở huyện Hòa Vang. Trồng rừng vất vả, song bảo vệ rừng cũng gian nan không kém. Chính vì vậy, đơn vị rất chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tuyên truyền nhân dân ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tham gia hiệu quả công tác bảo vệ chữa cháy rừng, đồng thời vận động người dân ở bìa rừng di chuyển đến khu vực an toàn, chống sạt lở đất mỗi khi mùa mưa bão về.